welcome to Culture Mosaic. This edition will bring you a full view of the Vietnamese culture through poems, film, and architecture. First of all, we will learn about the Tale of Kiều, a famous work representing the quintessence of the Vietnamese poetry through a new way of recitation combined with music. Later on, we will meet an actor who is so young but got recognition from the masters in the field by his talent. Last but not least, let's learn more about the Vietnamese architecture through the wonders of Lego. Let's start our journey. Vietnamese artist revives recitation of the Tale of Kiều. Chat with talented actor Trương Mạnh Đạt, a young actor but earned appreciation from many senior actors in the field. Let's learn more about the Vietnamese architecture through the wonders of Lego. Now let's begin with some local news. In early morning on March the 26th, two famous Vietnamese rappers Bin Z and Dan Vo launched a new MV titled Cho Minh Em, or For You Only. This is the first collaboration between two renowned male rappers, which immediately drew great attention from the public. The MV jumped to the top one YouTube trending within just 9 hours. As of Wednesday, it has reached over 12.7 million views on YouTube. The MV records the whole process of Bin Z and Dan Vo composed the rap love song that is accompanied by guitar. The song is a great combination of everything that doesn't seem to belong to each other. While Bin Z expressed his love by choosing again and again the scent of perfume for you, Dan Vo dreamed of the scene together, sitting and watching the raindrops every day. Lê Văn Kiệt's Bóng Đè, or The Ancestral, which has attracted the attention of international movie distributors, is set for theatrical releases in dozen Asian markets. It has been bought for screening in the Middle East, Taiwan, of China, Thailand, Cambodia, Laos, Singapore, and Malaysia. The film is about a father and two daughters living in a centuries-old ancestral house after suffering from a family tragedy. Later, many family secrets start to emerge and change their lives. Bóng Đè, or The Ancestral, is set to release in Vietnam on May the 14th. Chị Chị Em Em, Sister Sister, directed by Katie Nguyen, has won the ABC TV Award at the 2021 Osaka Asian Film Festival in Japan. The ABC TV Awards are given by Asahi Television Broadcasting Corporation to the most entertaining film at the annual festival. Chị Chị Em Em is about a rich talk show host who offers a room in her opulent home to a young woman whom she knows through her show despite opposition from her husband. It later forces her to face the darkest secrets and her husband's scene. The movie, rated 18+, released in December 2019 and collected $3.05 million. It will be shown on Japanese television later this month and has been paid more than $9,000 at the TV broadcast rights. A piece of good news for young Vietnamese filmmakers. There will be a new filmmaking training program brought about by the Vietnam Association of Film Promotion and Development, an international language and country studies institute under Ho Chi Minh City University of Economics. There will be a series of seminars, short training courses for film production, film marketing, script writing, directing, acting, and etc. Both famous experts and filmmakers at home and abroad will be in attendance. The program is expected to contribute to developing Vietnamese film industry into a more deeply integrated one in the world.
What is a livable Hanoi? The answer can be found in photos of over 36 participants in Photo Voice, a project initiated by Mary Stops Vietnam. The project holds regular sessions that guide people on taking photos with their smartphones. Participants are people aged 18 to 65 from different localities and ethnic groups who come to live and also work in Hanoi. Through these photos, participants will share their own perspectives of Hanoi as well as their love and wishes for the city. By capturing photos of Hanoi, participants can feel it better than ever their role and responsibility for the city they are living in. A performing art show about the 100-year history of Hội An took place on March the 28th in the Bridge Pagoda on the Huai River. The 120-minute Hội An show recreated the prosperous commercial atmosphere of Hội An from the 16th to the 18th centuries and the 20th century. Historical stories of mulberry cultivation, silkworm raising, silk weaving, pottery making and folk songs were told through performances of dancing and monologuing. The program was elaborately staged with the participation of about 150 professional actors and the locals. On March the 28th, the highly anticipated VTV True Concert took place at the National Convention Center in Hanoi with the theme Eternal Sounds of Nature and promoting the value of water. 20 unique and artistic performances featuring folk songs, ethnic instruments, and modern elements were brought to audiences, conveying the message that water is the source of life. Protecting clean water means protecting your life and your loved ones. The VTV True Concert was carried out under the sponsorship of TH True Milk. The Tale of Gil by great poet Nguyễn Du is a famous Vietnamese work that has been translated into many languages. In recent years, excerpts from The Tale of Gil have been widely used in various art forms. Artist Nguyễn Quang Long has been researching and is about to introduce to the public an art form exclusive for The Tale of Gil. The project not only helps revive an ancient Vietnamese art form, but also introduces the work to wider international community via music. Chuyện Kiều là một tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du và đồng thời là một cái niềm tự hào và một cái tác phẩm văn học đỉnh cao của Việt Nam. The great poet Nguyễn Du had transformed a novel into a lục bát or 6-8 poem, which is only found in Vietnamese poetry. And after more than 200 years of its appearance, The Tale of Kiều not only contributes to literature, but also blends into the Vietnamese life and culture. Chuyện Kiều Nguyễn Du, một triết lý cuộc đời. Ngày xưa là những người muốn xem thí dụ như là số phận của mình thì mở một cái trang truyện Kiều ra thì là thấy được cái số phận của mình trong đấy và cuộc đời mình trong đấy. But in recent years, the public only has seen The Tale of Kiều to be extracted or reused by other art forms without knowing that there was an art form created exclusively for The Tale of Kiều. That's The Tale of Kiều's recitation. Previously, there were quite a lot of short recitations like these. However, there have never been any project to recite 3,254 verses of The Tale of Kiều. From 2020 up to now, a group of artists have been looking for studios, temples, and pagodas to serve as the location for the project of reciting the whole Tale of Kiều. Bà con mình cũng đã cả đến đôi năm rồi. Một cái chặng đường quá vất vả nhờ. Các em mấy phút thì xong đâu. Mấy phút mà hàng mấy tiếng.
The ancient recitation of the Tale of Kiều used 6-8 lines of the Tale of Kiều, combining with music according to a separate regulation. The reason why the Tale of Kiều, which originally is a poem, can be easily transformed into recitation is that it is in the form of 6-8 lines, a rhythmic Vietnamese type of poem. Most of last words in each line ends without punctuation or with a grave accent. When reciting, people will use do or fa note. They will also need to connect previous lines with the following ones. Mình phải nghiên cứu kỹ văn. Thí dụ có cái đoạn như Kiều ở lầu Ngưng Bích, Kiều ở lầu Xanh, nhớ nhà, nhớ quê. Đấy thì mình làm sao cái tâm trạng của mình rất là đau khổ, nó thật là ngâm, mà phải thật là đúng là ngâm, ngâm mà ran nước mắt đấy. Đúng là như thế. Thả câu, thả chữ như thế nào để cho nó được vào lòng người ta. Bao nhiêu của mây. Reciting 3,254 lines in the Tale of Kiều takes nearly 10 hours. The project draws the participation of both renowned experienced artists and younger ones who add a modern touch to the performances. Trong phần âm nhạc thì trong 12 chương thì nhóm cũng ngồi bàn với nhau rất kỹ. Ví dụ như là những cái chương mở đầu thì là phải nhờ những cái người nghệ sĩ rất là có tiếng và có cái giọng hát mà nó phải thật sự là đĩnh đạc. Ví dụ như là nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoài vào những chương mở và chương kết. Nó như là những cái giáo đầu, những cái lời đầu tiên. Sau đó và các chương kế tiếp thì mình sẽ phù lựa những cái chương nào đó mà cái cảm xúc của Kiều, của Từ Hải. Thì mình sẽ lựa đưa những cây nhạc cụ nó vào làm sao nó ấn tượng và truyền tải đến người nghe nó mới nhất có thể. After 2 years, the project videos have been officially posted for free on YouTube to introduce the Tale of Kiều to audience both at home and abroad. Mình chỉ muốn để gìn giữ lại cái vốn cổ của cha ông ta ngày xưa, để lưu giữ lại mai sau cho đời con cháu mình. Acting is an art form that's popular with young people. However, turning one's interest into a professional career entails a lot of hard work. And no one knows this more than young actor Trương Mạnh Đạt. Despite undergoing many obstacles in his career, he remains passionate about the work and has received the praise of a number of well-known veteran actors. He's also won a number of awards, including most recently the gold medal for 2020's National Talent for Young Theater Actors. Let's learn more about artist Trương Mạnh Đạt in this week's On the Mic. Artist Trương Mạnh Đạt was born in 1993. He's an actor at the Vietnam Youth Theatre. Known as a prominent stage actor, he's been in many famous plays such as The Jealousy of Cinderella, Lọt Lem, Quẫn, and Romeo and Juliet. In early 2020, Mạnh Đạt made his on-screen debut in his role as a border guard named Mừng
in the TV series Spring Remains, which aired on VTV. In December 2020, he won a gold medal at the National Theatre Talent Contest 2020, where he portrayed a 95-year-old man. Phải như nào để hãnh diện cái tôi đang mà không đến như thế là tôi. Cảm ơn Mạnh Đạt đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn chương trình đã mời mình đến với cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Xin được chúc mừng anh đã giành huy chương vàng trong cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên kịch nói toàn quốc năm 2020. Vậy thì anh có thể chia sẻ về vai diễn cũng như là nhân vật đã giúp anh giành được huy chương này được không ạ? Đấy là một vai diễn không có tên, không có tên của nhân vật, mà kịch bản chỉ ghi là một ông già 95 tuổi. Ông già này cùng với vợ ở trên một cái hòn đảo hoang. Ở đây là một vở kịch nói về cái sự cô đơn của con người. Chỉ còn hai người ở trên hòn đảo đấy, và họ tự bày ra những cái trò chơi để họ chơi cùng với cả cái ước mơ của mình. Vậy thì nhân vật cụ già 95 tuổi đã có đặc điểm gì nổi bật để có thể chinh phục được ban giám khảo? Mình nghĩ là cái nhân vật này nó phản ánh một cái góc nhìn hiện sinh của con người. Có nghĩa là chúng ta luôn cô đơn. Con người bản chất luôn cô đơn, mình rất khó để hòa hợp với cả hai đấy, thậm chí kể cả những cái người thân xung quanh của mình như là bố mẹ hay là vợ, thì ở trong câu chuyện này là một đôi vợ chồng. Tuy nhiên thì cái nhân vật này cũng giống như bao người khác thôi, tức là ông có ước mơ. Và cái ước mơ ở đây thì nó được thể hiện thông qua một câu chuyện tưởng tượng của hai người. Hai người ở trên hòn đảo hoang, và họ tưởng tượng ra rằng họ sẽ đón những cái vị khách. Những cái vị khách này thì là những vị khách vô hình. Thông qua việc anh vừa chia sẻ thì vai diễn này khá là khó. Vậy thì anh đã chuẩn bị như thế nào để nhập tâm vào vai diễn này ạ? Trước 4 tháng, mình đã gọi là ấp ủ cái vở kịch này rồi. Tuy nhiên thì gặp cái khó khăn là thực sự là không biết tiếp cận nó kiểu gì. Không biết tiếp cận kiểu gì. Nếu như mình làm như theo đúng cái mô típ của kịch bản thì thực sự nó phải cả vở cơ. Trong khi cái thời lượng của phần thi là chỉ khoảng từ 20 cho đến 25 phút thôi. Tuy rất là may mắn khi mà mình bắt đầu, đấy cũng là cái thời điểm mà mình tiếp cận ứng tác. Thì mình mới dùng ứng tác để mình tiếp cận với cả một cái tác phẩm văn bản. Một tác phẩm có kịch bản. Ứng tác thì là diễn không có kịch bản, nhưng khi mình dùng ứng tác thì mình áp dụng vào. Mình tiếp cận thì tự dưng nó ra được một cái góc nhìn khá là hay ho. Và mình đã chọn một góc nhìn đó là về cái chết. Đây là một nhân vật. Ông ấy tổ chức ra một đám tiệc, một buổi tiệc. Buổi tiệc này thì mời những cái người khách vô hình đến đây để ông ấy nói ra một cái thông điệp rằng là cái chết thực sự không đáng sợ. Mà cái điều đáng sợ là cái đám ma của bạn ấy thì không có ai đến cả. Vậy thì giải thưởng này có ý nghĩa gì đối với anh ạ? Rất là ý nghĩa. Vì mình đến với cuộc thi mình không nghĩ đến giải hay là một thứ gì khác, mà mình muốn thử nghiệm. Mình nhận ra rằng là nếu như mình không tận dụng cái cơ hội này, không tận dụng cái liên hoan sân khấu này để mình được áp dụng những cái thứ mà mình đang ấp ủ, những cái thứ mình đang có, thì đến bao giờ. Trương Mạnh Đạt was born into a family with no artistic tradition and who wanted him to be an accountant. But a play by artist Hoài Linh inspired him and changed his life to go in a completely different direction. Đạt tried his best to pursue his passion and gave up the economics major he was studying to take the entrance exam to the Hanoi University of Theatre and Cinema. After graduating, he joined the Lực Team Theatre Group of artist Trần Lực to hone his knowledge and learn from other veteran actors, such as artist Lê Khang, before joining the U Theatre. Mạnh Đạt's colleagues have talked about how much they admire him. To them, he is a creative and enthusiastic person who isn't afraid of difficulties. He worked many different jobs to gain experience and use them as materials for his acting roles. These jobs also help him make ends meet and financially support his passion for acting. Trong cái quá trình làm việc với cả Đạt trong rất là nhiều dự án thì tôi cũng nhận thấy rằng là bạn ấy có một cái sức sáng tạo, và ngoài ra thì cái cách mà bạn ấy làm việc với những người khác ấy, bạn ấy cũng tôn trọng những cái bạn diễn của mình, và bạn ấy luôn luôn cùng với cả những cái bạn diễn của mình sáng tạo ra được nhiều những cái ý tưởng và thêm vào cho những cái tác phẩm của mình những cái ý tưởng độc đáo và táo bạo hơn. Thì đấy là những cái gì mà tôi cảm thấy rất là thích khi mà làm việc với Đạt. Đạt rất là chân thành, và Đạt có một cái niềm yêu với nghề
niềm yêu thích với nghề và đã tìm hiểu rất là sâu sắc tất cả những cái công việc cũng như các cái vở hoặc là những cái buổi biểu diễn. Đạt cũng tìm hiểu về nó rất là chỉn chu và có nhiều cái vốn thông tin. Thì mình học được từ Đạt đó là có những cái mình không biết mình có thể hỏi Đạt, thì Đạt sẽ trao đổi và sẽ chia sẻ với mình. Đạt không hề giấu giếm những cái mà Đạt tự tìm hiểu. Đó thì cái đó là một cái mà mình cảm thấy Đạt rất là thân thiết và gần gũi với mọi người. Joe Mạnh Đạt continues to hone his abilities through different facets of acting. He teaches and is a member of the High Club Improvisation Group to increase his acting and performance skills on small stages that are more accessible to audiences. Đạt có thể chia sẻ những khó khăn mà mình đang gặp khi là một diễn viên được không? Thời điểm hiện tại thì mình nghĩ khó khăn nó không còn nữa đâu. Thực sự nó không còn nữa. Khó khăn nó chỉ xuất hiện khi mình đánh giá đấy nó khó khăn thôi. Còn đâu thì đại đa số nó đều là những cái thử thách. Mà càng nhiều thử thách thì mình sẽ càng gọi là lớn nhanh thôi. Thế nên là mình rất là thích những điều đấy. Cũng có số người bạn chia sẻ là tại sao mình vẫn gọi là vẫn chưa nổi tiếng hay là hình ảnh thế này thế kia. Thế thì thực sự mình chia sẻ là mình không yêu cầu điều đấy. Nó giống như một cái duyên thôi. Nếu như đến thì mình sẽ đón nhận. Còn không thì mình cứ chăm chỉ cặm cụi làm công việc của mình. Sống cuộc sống nó yên bình, nó an lạc, nó vui vẻ. Vậy thì mong muốn của Đạt trong sự nghiệp diễn xuất cũng như là mong muốn trong cái dự định cá nhân của mình là gì? Có lẽ đầu tiên nó phải như bao người khác thôi. Đó là về vấn đề tài chính, vật chất. Đấy thì mình phải cân bằng giữa cái việc là theo đuổi, nuôi dưỡng, đam mê và cân đối tài chính với như nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Thì tất nhiên là bên cạnh cái việc đi diễn thì mình cũng sẽ cố gắng tìm kiếm để làm thêm được nhiều những cái mảng khác nữa. Vì đối với mình cái việc học hỏi nó hay lắm. Đạt có thể chia sẻ một số dự định trong tương lai của mình là gì không? Rất là, nói chung là bây giờ mình cảm thấy rất là vui với cuộc sống hiện tại đã. Và kể cả tương lai. Bởi vì mình đã xác định được cái con đường cũng như là sứ mệnh của mình rồi. Mình cứ thế mình đi thôi. Nếu như có cơ hội, thực sự cái nghề diễn nó vẫn là cái đam mê rồi, nó sẽ đi theo mình cả đời rồi. Còn nếu như có những cái cơ hội mới để gọi là để trải nghiệm và để chinh phục nó, ví dụ như những cái ngành nghề khác chẳng hạn, thì mình vẫn ok thôi, mình vẫn mong muốn điều đấy. Thông qua những gì Đạt chia sẻ thì mình thấy bộ môn diễn xuất không hề đơn giản và cũng không hề hào nhoáng như là người ta nghĩ, đúng không? Và mình biết là Đạt phải có một cái niềm vui và một cái sự đam mê rất là mãnh liệt để có thể tiếp tục nghề diễn viên này. Cảm ơn Mạnh Đạt đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn chương trình. Em sẽ ấn tượng nhất là vai ông già 95 tuổi trong cái đợt thi liên hoan sân khấu vừa rồi. Giàu có, bởi vì là đam mê thì mình có rồi. Giàu có, vẫn là giàu có thôi. Vì giàu có với nổi tiếng nó cũng giống nhau. Cứ giàu có là sẽ nổi tiếng, và nổi tiếng sẽ giàu có. Shipper này, bảo vệ, sửa xe, đưa báo, phụ bếp, đi bê cháp, có cả bán hoa, bán cà phê, làm mẫu. People usually think Lego is merely child's play, yet a growing amount of adults have been collecting Lego sets and parts as a hobby. Not only that, a Lego collector in Vietnam just recently go viral on social media for his Lego collection of ancient and nostalgic Vietnamese architectures, all designed and built by him. Let's learn more about him in today's Connecting Cultures. What if there is a way to capture the beauty of Vietnamese architectures with Lego? Though there hasn't any box set for that issued by Lego itself, Hoàng Đặng, an industrial designer based in Hanoi, was able to custom build several iconic Vietnamese structures using Lego as the sole material. His collection garnered a lot of attention from the public, both in Vietnam and around the world. His model was even featured in an official book for Lego. Là người sinh ra từ Hà Nội, mình rất quan tâm đến các công trình kiến trúc ở Hà Nội nói chung. Mình cũng có đi nhiều nơi chụp lại ảnh trải nghiệm để mình nắm được cái tinh thần của Hà Nội, tức là nó rất là nhiều màu sắc, rất là đa dạng. Mình muốn diễn tả cái tinh thần đấy trên cái chất liệu của Lego. Though the Lego bricks are quite rigid, Hoàng's builds are not.
In fact, the model he created are asymmetrical and full of curves, representing the beauty of Hanoi's ancient architecture. That is possible thanks to Huang's attention to details, which cost him weeks to find just one suitable brick in his collection of over 2 million Lego parts. Đối với cái cửa hàng tạp hóa ấy, thì mình bắt đầu mình làm từ cái vỉa hè của Việt Nam, nó hơi mấp mô. Sau đấy trên cái bức tường có thể là còn hơi bộ ra cái gạch bên trong tường. Về màu sắc thì mình muốn nhấn mạnh được cái màu vàng đã qua nhiều năm tháng rồi. Còn phía bên trong thì nó có một cái sạp bánh mì đồ ăn sáng chẳng hạn. Bên ngoài thì có rất là nhiều những cái dây, ví dụ như là dầu gội đầu ấy, rồi những cái bánh kẹo ấy. Cái khuôn cửa này qua rất là nhiều thời gian rồi nên có thể là nó hơi gãy một chút. Còn bên phía bên này thì cái cánh cửa sắt huyền thoại của Việt Nam. Bên trong thì có những cái sạp hàng, ví dụ như là Coca này, rồi nước giải khát. Đặc thù của Việt Nam là có cái hàng dây điện, các cái bốt điện, đồng hồ công tơ ở bên này. Còn cái tạp hóa này là mình đặt tên tạp hóa ông Lý, tại vì ông ngoại của mình tên là Lý. Ông đã từng có một cửa hàng tạp hóa. Bộ sưu tập của Hoàng là một bộ sưu tập giá trị về mặt nghệ thuật, về mặt văn hóa. Vì Lego là một sản phẩm rất khác, đan mạch. Và các cái chủ đề chính của Lego nó mang cái văn hóa của các nước châu Âu. Thì mình nhận thấy rằng Hoàng đã xây dựng lên một bộ Lego mang bản sắc của Việt Nam và giới thiệu được ra cộng đồng thế giới. Thì đây là một cái điều mà rất đáng trân trọng. Huang's undeniably beautiful model has pushed him to become one of the faces of the Vietnamese Lego community. However, he is just one of many enthusiasts trying to put Vietnam on the global Lego map. Vũ Khang, based in Ho Chi Minh City, is also one of the more famous names in the Vietnamese Lego community. His work has been featured in many publications, both locally and internationally. Bị thu hút bởi những cái thứ trong cuộc sống hàng ngày, những cái thứ quen thuộc, ví dụ như là một cái góc đường mà Khang hay đi, làm hàng ngày, rồi một cái chạm tàu, rồi một chiếc xe cúp, ví dụ một chiếc xe cúp bán cây mà chạy trước mặt Khang, nó làm cho Khang cảm thấy là thích, cảm thấy nó dễ thương thì mình build lại thôi. Using simple toy bricks, not only have these enthusiasts made inspiring works, they have also drawn many people to the Lego lovers community, not only in Vietnam, but also around the world. There's one thing for sure, is that Lego surpasses both the boundaries of nationality and age. Đồ chơi này có thể vượt mọi lứa tuổi. Có những bạn có thể chơi từ nhỏ, có những người có thể tiếp xúc từ năm 20, 30 tuổi trở đi. Và trong cái câu lạc bộ của mình chơi thì có những anh còn 30, 40, 50 tuổi đều vẫn đang chơi và có thể bắt đầu chơi luôn. Trước nay thì cộng đồng Lego vẫn sẽ đặt mục tiêu là làm thế nào để phong trào chơi Lego ở Việt Nam ngày một phát triển. Chúng ta sẽ phải có những cái sản phẩm mang bản sắc dân tộc với tính nghệ thuật cao để đưa ra được cộng đồng thế giới. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from our App Store or Google Play, or tune in our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.